Bộ ảnh phục chế Sài Gòn 100 năm trước gây sốt vì màu xanh cây cối. Bộ ảnh phục chế màu Sài Gòn thập niên 1920 được chú ý sau khi fanpage Sài Gòn Viewers đăng tải hôm 15 tháng 5. Cư dân mạng thích thú khi nhìn thấy những địa điểm biểu tượng của Sài Gòn từ trên cao, ngập trong màu xanh cây cối. Đó là các bức ảnh chụp nhà thờ Đức Bà, Dinh Norodom, chợ Bến Thành và ga Sài Gòn cũ, tòa đô chính Sài Gòn, khách sạn Majestic hay kênh tàu hủ. Cách đây 100 năm, Trương Chí Minh, 28 tuổi, trưởng nhóm Sài Gòn Viewers, nói với Tuổi Trẻ Online. Chúng tôi tìm thấy bộ ảnh gốc trên Flickr, lúc đầu định đăng tải luôn nhưng em Nguyễn Quang Bảo, 20 tuổi, thành viên của nhóm, nói rằng nên phục chế thành ảnh màu. Chính Bảo là người trực tiếp phục chế. Các bức không ảnh đen trắng được cho là thuộc về Léon Robien, một quan chức công trình công cộng người Pháp tại Sài Gòn trong thế kỷ 20. Thông tin về tác giả này khá ít. Riêng bức ảnh chụp quang cảnh nhà thờ Đức Bà chưa thực sự rõ tác giả. Trang Sài Gòn Viewers được lập ra từ tháng 2 năm nay để giới thiệu với công chúng về các chủ đề skyline, quang cảnh tổng thể đô thị, kinh tế, văn hóa, du lịch của Sài Gòn xưa và nay. Một số bức không ảnh Sài Gòn thập niên 1920 được nhóm Sài Gòn Viewers phục chế. Nhà thờ Đức Bà, công trình biểu tượng hàng đầu của Sài Gòn xưa và nay. Khi xem bức ảnh, khán giả tán thưởng cách quy hoạch thành phố và màu xanh phủ khắp khu vực trung tâm của Sài Gòn. Người phục chế Nguyễn Quang Bảo sinh năm 2000 nên không thể biết chính xác màu sắc đô thị Sài Gòn thập niên 1920. Các bức ảnh được phục chế với màu xanh lá cổ điển để giúp người xem hình dung rõ hơn về Sài Gòn cách đây 100 năm. Nguyễn Quang Bảo phục chế ảnh bằng phần mềm AI. Công việc chính là xử lý màu và nét để ảnh đẹp mắt hơn. Trong ảnh là tòa đô chính Sài Gòn. Trước đó là dinh xã Tây, dinh Đốc Lý, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nay đây cũng là một trong những công trình lớn, tọa lạc đầu phố đi bộ Nguyễn Huệ, quen thuộc với nhiều người dân và du khách Sài Gòn. Dinh Norodom, ngày nay là hội trường Thống Nhất, là bức ảnh được cá nhân anh Trương Chí Minh yêu thích nhất. Dinh được đổi tên thành dinh Độc Lập vào năm 1955, hoàn thành xây lại vào năm 1966. Điều khán giả yêu thích ở bộ ảnh, bên cạnh màu sắc sống động là những tán cây dày đặc trên đường phố và trong các công trình. Nhiều người nảy sinh sự so sánh khá tiêu cực giữa mảng xanh của Sài Gòn xưa và Sài Gòn nay. Về tranh cãi này, nhóm Sài Gòn Viewers cho biết quan điểm của họ là yêu nước, lạc quan, tích cực hướng đến tương lai, đóng góp sức trẻ để xây dựng hình ảnh thành phố tươi đẹp trong mắt đồng bào gần xa và bạn bè quốc tế. Nếu bạn không thể xây dựng được một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng. Nhóm khuyến khích công chúng góp sức xây dựng Sài Gòn tươi đẹp. Trong ảnh là chợ Bến Thành và ga Sài Gòn cũ. Trong ảnh là kênh tàu hủ ở khu vực chợ lớn. Trang Sài Gòn Viewers có nhiều bộ ảnh chụp Sài Gòn ngày nay nhưng bộ ảnh Sài Gòn xưa này gây chú ý nhiều nhất. Trương Chí Minh giải thích, tôi nghĩ đơn giản vì những hình ảnh đăng thường ngày cũng đã quen thuộc với tôi, với bạn và mọi người. Khi đăng ảnh phục chế Sài Gòn cách đây 100 năm, mọi người ngạc nhiên nên lượng tương tác cao hơn. Trong thời gian tới, nhóm ấp ủ dự án chụp lại những bức không ảnh Sài Gòn từ góc chụp y hệt như một cách tri ân bộ ảnh này. Nếu làm được, bộ ảnh mới sẽ giúp cung cấp cái nhìn rõ ràng về Sài Gòn ngày xưa, Sài Gòn hôm nay. Trong 100 năm từ 1920 đến 2020, thành phố có nhiều đổi thay lịch sử nhưng vẫn luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam, những người yêu thương và gắn bó với nơi này. Ảnh Sài Gòn Viewers Flickr. Ha ha ha, 问什么的说呵。